Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc tới p4shop.com và hôm nay mình muốn tới một cái địa điểm để mà mình nâng cấp cái máy tính của mình. Anh như là trước làm video ở phần 1 mình có ghi là video gì mà làm Photoshop nó chạy nhanh hơn á. Thì cái một giải pháp đầu tiên là về phần mềm thì mình đã hướng dẫn rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm tới vấn đề cái cách thứ hai. Cái cách mà phần khi mà chúng ta đã xử lý phần mềm không được rồi thì chúng ta sẽ làm cái phần cứng. Và địa điểm mình chọn là Lagi Hightech, một nơi mà mình quen. Và đây thì mình sẽ nâng cấp hai thứ của mình lên. Thứ nhất á, là cái ổ cứng của mình, cái thứ hai là cái RAM. Thì ổ cứng thì đây mình sẽ sử dụng cái SSD và mình sẽ nâng cấp cái máy VAIO-E của mình. Thì con này theo mình rất là lâu rồi. 4GB RAM và ổ đĩa cứng là HDD 500GB. Tất nhiên là nếu như bạn nào đã từng sử dụng thì các bạn sẽ biết là cái thông số để chả ăn thua gì. Cho nên là mình muốn đổi qua một cái ổ cứng khác là ổ cứng SSD, ổ cứng nó gọi là gì nhỉ? Đại khái là solid, ổ cứng đặc hả? Thì nó sẽ có tốc độ truy xuất rất là nhanh. Và khi các bạn thay đổi cái ổ cứng này á, thì cái phần mềm chúng ta nó sẽ chạy nhanh hơn, Windows nó cũng sẽ chạy nhanh hơn, khởi động sẽ nhanh hơn, nói chung là mọi thứ sẽ nhanh hơn. Cho nên là nếu như các bạn nào cần nâng cấp thì chúng ta có thể xem xét thử coi là máy chúng ta có thể nâng cấp được hay không. Ở đây thì bởi vì cái ổ cứng của mình, một ổ cứng cũ thì mình không muốn bỏ đi, cho nên là mình sẽ sử dụng cái gắn thêm vào cái ổ của mình luôn. Thì đây là thanh RAM. Đó, mình sẽ mua thêm một thanh RAM 4GB nữa để mình nâng cấp cái RAM của mình lên. Và mình sẽ có 8GB đúng không? Đây, trên tay mình đây là cái ổ cứng HDD, SSD 250GB sau khi mình đã unbox và khá là ngon. Trước tiên thì với cái ổ cứng này á, thì mình sẽ cài Windows. Thì ở đây nhân viên ở bên Lagi Hightech đã giúp mình ghost cái Windows vào. Tất nhiên các bạn có thể cài cũng được, đúng không? Sao cũng được. Ở đây mình thấy người ta có cái trò cái đồ chơi khá là vui, mình cầm chơi thử. Đại khái là có cái màn hình lên phía trên á, thì mình người ta làm cái gì á thì mình cũng thấy luôn, chứ người ta không có giấu giếm cái gì cả. Bên này khá là chuyên nghiệp. Đây mình cầm chơi thử đây. Nhưng thực tế nhưng mà mình nghĩ là cái này mình đem về nhà á thì dùng cũng chẳng thôi, chỉ như đồ chơi thôi. Đây, mình coi lại con RAM. Thì cái này tùy cái laptop của các bạn ha. Như cái VAIO-E của mình á, thì cái chỗ mà lắp RAM nó nằm phía ngoài, nó có một cái nắp. Nên mình chỉ cần gỡ pin ra và mình lắp cái RAM của mình được thôi. Để mua RAM á, các bạn để ý nếu như các bạn tự nâng cấp á, các bạn theo coi thử coi là cái tốc độ của cái RAM gốc của các bạn là bao nhiêu, thì các bạn mua một cái RAM khác tương tự cái tốc độ như vậy là được rồi. Còn hãng thì các bạn không cần phải cùng hãng đâu, miễn là cùng tốc độ là ok rồi. Khá là dễ đúng không? Chỉ cần tháo nắp thôi. Nói qua chút xíu, nếu các bạn muốn tham khảo giá thì các bạn thể lên trang lagihightech.com thì phải, hay là .vn gì đó, các bạn enter thì nó sẽ có đầy đủ trên này luôn. Các bạn thể đem qua thì bên anh chủ này anh sẽ hỗ trợ lắp đặt và cài win, cài phần mềm các thứ nữa các bạn cần. Giá thì nó đầy đủ này luôn, công khai đầy đủ, có SSD cho cả MacBook nữa, cho laptop bình thường, có RAM, có SSD, mọi thứ có thể cho máy Windows hoặc là máy Mac có đầy đủ. Đó, thì cái ổ cứng cũ của mình á, mình sẽ tháo ra và mình sẽ cái vị trí này thì mình sẽ gắn cái ổ cứng mới của mình vô đấy ha. Cái ổ cứng mới của mình thì mình sẽ gắn vô cái vị trí cũ, còn cái ổ cứng cũ á, cái ổ cứng 500GB á, thì mình sẽ cho nó qua một cái gọi là cái caddy bay. Cái caddy bay tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy. Đó, cái ổ cứng mới này mình sẽ lắp vào cái vị trí của cái ổ cứng cũ của mình ha. Lắp thẳng vào thôi để nó nhận trực tiếp và nó sẽ nhận ngay lập tức thôi, nó không có gì gọi là khó khăn cả, cứ gắn vô là máy nó nhận thôi hả. Đó, thì đây là cái caddy bay này. Cái caddy bay này á, thì mình sẽ tháo cái ổ ghi và ổ đọc đĩa ra, cái ổ đĩa. Thời nay còn ai xài đĩa đâu mà, cho nên là mình gỡ ra thôi. Thì mình sẽ thay cái ổ đĩa đó bằng cái cổng gọi là cổng SATA ha. Cổng SATA thì mình sẽ gắn cái laptop của mình vô. Đó, hai cái gắn cái ổ cứng của mình vô cái laptop thì cái ổ cứng cũ của mình sẽ để ở vị trí này. Đó, còn ổ cứng mới thì mình sẽ lắp vào cái vị trí gốc. Đây, nếu như các bạn nào lắp đặt cho cái ổ cứng cho cái máy tính bàn á thì nó sẽ phức tạp hơn chút xíu, khi mà các bạn sẽ cần phải có cái cổng nguồn, cổng chuyển đổi SATA nếu như các bạn cần. Thế thì đơn giản là như vậy thôi. Thì máy của mình bây giờ nó đã được nâng cấp rồi, mình sẽ có cái tốc độ mà mình mở máy lên nó sẽ rất là nhanh. Mà nó hơi hỏng tí xíu. Ở bên Lagi Hightech này nó có một cái gọi là cái iFix á, thì bên đấy cũng sửa chữa ngon lành lắm. Có một cái tiệm sửa chữa nên các bạn nào mà bị hỏng máy tính á, các bạn có thể qua iFix ha. Có thể lên trang Lagi Hightech thì nó sẽ có cái link đi qua cái trang mà cài đặt đó. Thì đây các bạn sẽ thấy là mình đã có 8GB RAM rồi, có 8GB RAM
và ở trong kia thì mình đã có một ổ là 256 hoặc 250 gì đó, thì mình sẽ và một ổ là 500GB. Ổ 500GB thì mình sẽ để cài đặt dữ liệu, còn cái để dữ liệu ha, để lưu dữ liệu, còn cái ổ khác thì mình sẽ để cài đặt Win và các phần mềm. Thì đơn giản là như vậy thôi. Mình có mua thêm một cái nữa để cho cài đặt cho cái máy tính bàn của mình. Đó là kết thúc cái buổi hôm nay, đơn giản vậy thôi. Nó là ngắn gọn thôi. Hình như tổng chi phí của mình đâu chừng cỡ 1.000.000 không rõ. Nhưng mà nếu như bạn nào cần có thể tới ngày 33 Quân Sự, phường 11, quận 11, nói là kỳ hai tích và sẽ ra thôi. Và đó là tất cả cho cái video này. Đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là ở video sau các bạn mới là bạn có cái gì nha. Bye bye.